Các anh em một cái mô mạch mới ha, hai kênh riêng biệt, sử dụng hai IC ACS 867B. Đó thì đây là một cái version mới ha, version mới. Thì mình ở đây đang sử dụng nè, hai IC với hai miếng nhôm nè, ACS 867B. Công suất của nó là 140W ha, 140W. Cho mở tối đa công suất luôn. Đây mẫu mới, version mới. Thì đối với cái mẫu mạch này thì cho phép mình sử dụng lo 3 tắc đôi hoặc là 4 tắc đôi. Ba tắc đôi hoặc 4 tắc đôi. Ok. Thì bên trong kết cấu của nó nè, nó có nguồn xung, có nguồn xung nó chạy điện 220 hoặc là sử dụng bình ắc quy. Bình ắc quy lắp vô đây nè. Ngõ ra lo có hai kênh, đây một kênh, hai kênh. Thì đối với này thì mình sẽ câu ra phía trước, ý có nghĩa là mình sử dụng hai thùng lo riêng biệt á, giống như hai cái lô phun vậy, lắp một cái mạch trên cái thùng, kéo một cái cổng ao này ra qua một cái thùng thứ hai. Đó cho phép mình sử dụng hai cái thùng lo 3 tấc hoặc là hai thùng lo 4 tấc. Okay. Này nó cho phép mà mình sử dụng guitar điện nè, cho phép chỉnh được bass step guitar nè, hai cổng mic, hai cổng guitar. Đây phần chỉnh volume của nó nè, có von nè, chép middle bass nè, đây là phần chỉnh nhạc nè, chỉnh nhạc có 4 von. Phần này là phần chỉnh micro, mic delay, echo, mic chép, mic bass, mic von. Này dạng DSP lập trình chống hú ha, ok chưa? Thì ngồi cây gần lo không sợ hú luôn ha. 2C CS 867B. Thì đối với mẫu mạch này cho mở mắc hết công suất đánh âm thanh cực hay luôn ha. 3 tấc thì sử dụng con 51. 4 tấc sử dụng con 51 là ok. Công suất là như nãy mình nói giới thiệu 140W. Cho mở mắc công suất luôn ha. Đây mẫu mới này. Phần ba mạch đã thay đổi hết tất cả rồi ha. Linh kiện rồi có nhiều cái thay đổi để cho quýnh hết tất cả công suất. DSP lập trình chống hú. Thì đối với cái mẫu mạch này thì cho phép mình sử dụng lo 4 tắc đôi, 3 tắc đôi. Một kênh của nó như vậy là bass chung chép. Hoặc là bass chép chẳng hạn. Lưu ý là chép của nó là qua tụ ha, chung qua tụ ha. Một kênh như vậy nè, bắt bát chung chép. Kênh như vậy bắt bát chung chép. Cơ trường hai con IC với miếng nhôm. Trên một men luôn. Không có ù xì, nhiễu gì. Thì đối với cái mẫu mạch này thì mình sử dụng bình là 12V 14Ah là được. Hoặc tối đa là cho mình sử dụng là 20Ah. Ok không? Mẫu mạch hai kênh riêng biệt. Thì nó chuyên cho những cái thùng lo đôi hay là phím điều khiển này, mod này. Chuyển qua line để kết nối với TV này, LX này, cắm được cổng lỗ LX. Rồi, hoặc là kết nối TV theo cái phần này. LX. Có cái cổng kết nối với lo cho mình phép sử dụng hai thùng lo riêng biệt. Này on off công tắc. Hấp dẫn không? Dạng DSP reverb. DSP lập trình chống hú. Von chép, mic đô, bass. Nhà có chỉnh tiếng trung ha, âm trung. Đó. Thì số anh em nếu mà nguồn xung này nè, sau này bị hư hay trục trặc gì đó thì mình có thể rút cái dây ra. Dùng một cái nguồn bên ngoài cắm vô. Đó. Này thiết kế 2 trong 1. Có sự dự phòng ha.
nó vẫn hư thì mình kết nối bên ngoài đó, mình sợ giữa sửa chữa giữa thay thế cao. Rồi kết thúc bây giờ thôi.